có thể dễ dàng nhận thấy là đối với những cái cách chữa khản tiếng, mất tiếng theo dân gian mà Lê Thông biết được, thì ví dụ như là nước trà này, nước cốt chanh hay muối này, hay là mật ong, dầu ô liu và nước chanh, thì là những cái cách trị khản tiếng theo dân gian rất hay được sử dụng. Vậy thì bác sĩ thân mến ạ, bác sĩ có thể phân tích những cái ưu nhược điểm của từng cái biện pháp dân gian này và chúng có hiệu quả đến đâu khi mà người bệnh chúng ta áp dụng ạ? Vâng. Khàn tiếng thì tất cả mỗi người khi mà khàn tiếng thì đều tìm cho mình một cái cách chữa, càng nhanh càng tốt. Thì tất cả xung quanh thì những cái mẹo dân gian, ví dụ như uống nước trà thì nó làm săn cái niêm mạc miệng lại, thế nó làm cho khô miệng lại và nó đỡ bị tiết nhầy. Thứ hai, đặc biệt các cái nước cốt chanh hay muối, ngậm một cái lát chanh với muối ngậm sâu thì cái cảm giác, cái giọng cũng được cải thiện. Rồi đặc biệt là mật ong với chanh thì rất được dùng rất nhiều. Thế và dầu ô liu, nước chanh thì đấy là một cái trị nhiều nhất. Ngoài ra người ta gọi là cái chanh mới lại, các bạn biết là cái chanh mới gừng ấy. Vâng ạ. Vâng, thì cũng tác dụng cũng rất là tốt. Và đặc biệt cái bài thuốc, tức là các bạn biết là đều biết, tức là cái nước giá luộc. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, nước giá luộc thì uống cái nước giá luộc thì cái khàn tiếng cũng giảm phù nề rất là nhanh. Thì vì vậy cho nên là ưu điểm của các phương pháp này thì là nhanh, nhưng mà nó lại không tác dụng với những trường hợp mà khàn tiếng kéo dài. Đã khàn tiếng kéo dài rồi, những cái phù nề nó đã quá phát, niêm mạc quá phát lên rồi, hoặc đã hình thành những cái nang biếu ở trên dây thanh thì rõ ràng sẽ không tác dụng. Vì vậy nên là các bạn cũng nên đi khám bệnh để các bác sĩ có thể tư vấn các bạn kịp thời để mà điều trị kịp thời, không để xảy ra những biến chứng các bạn ạ.